mình vừa mới lấy vé xong và bây giờ thì tiếp tục hành trình đi khám phá Trung Quốc. Thì lần này mình sẽ bay trực tiếp, bay thẳng từ Sài Gòn cho tới Vũ Hán luôn. Và mới có đường bay trực tiếp từ Sài Gòn đến Vũ Hán và cũng như là từ Sài Gòn tới Trùng Khánh với hãng China Southern Airlines, một hãng hàng không rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Bây giờ thì nửa đêm rồi, chắc là mọi người đang ngủ và mình thì bắt đầu hành trình của mình. Hẹn gặp mọi người tại Vũ Hán nha. Và một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm đi du lịch đó là ở hết hạn visa. Lần nãy họ Trung Quốc cho mình 30 ngày, 1 tháng mà mình ở Trung Quốc 1 tháng trời luôn. Chuyến bay của mình là 1:40 sáng. Bây giờ là 1:16 phút rồi, bởi vì nửa đêm là mình đã phải ra sân bay rồi. Ôi những chuyến bay đêm. Nói chung là mở mắt ra là đã tới Trung Quốc, Vũ Hán. Giờ thì đã đến giờ lên máy bay rồi. Mình là một trong những vị khách cuối cùng lên máy bay. Chuyến bay hôm nay thì mọi người thấy đi, máy bay thì rất là thoáng, có mùi thơm thoang thoảng rất là dễ chịu. Số ghế 35C cũng rất là gần đây thôi. Đây. Thức dậy thì mình đã thấy một thành phố mới ở ngay trước mặt mình. Bạn biết gì về thành phố Vũ Hán, một thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc? Trước đó thì mình cũng không hề có chút ý niệm nào về thành phố này cả, cho đến khi được du lịch đến Vũ Hán. Một trong những thành phố phát triển nhất của miền Trung Đại Lục phải kể đến Vũ Hán. Bạn có thể đến thăm công viên Đông Hồ và Hoàng Hạc Lâu, đầy vẻ tao nhân mặt khách. Bạn có thể ghé thăm vùng đất vàng Kinh Châu thời Tam Quốc, được xây dựng bởi vị tướng Quang Vũ và là địa điểm của trận Xích Bích năm xưa. Người ta còn cho xây dựng bức tượng Quang Vũ khổng lồ để tưởng nhớ vị tướng hào kiệt năm nào. Chưa hết, nếu có dịp đến Hồ Bắc, bạn cũng phải đến Nghi Xương, có một công trình đập lớn nhất thế giới chắn ngang sông Dương Tử. Một công trình hết sức vĩ đại gây rất nhiều dư luận quốc tế. Đập thủy điện ngày nay còn mở cửa cho khách du lịch đến tham quan. Mình vừa tới nhà ga Vũ Hán, trời đẹp quá. Đây chính là nhà ga Vũ Hán nè. Nhà ga này có tên là Hán Khẩu. Ở Vũ Hán thì như mình nói có tới 3 nhà ga lận ha, và nó rất là xa nhau. Trời ở đây ha, quá trời đẹp luôn. Mọi người thấy không, quảng trường rất là rộng. Một cái nhà ga rất là mới. Đây có thể nói là nhà ga cao tốc chính ở trung tâm thành phố. Diện tích của nó khoảng 80.000 m2. Trước mặt tiền là một cái quảng trường rất là rộng, tích hợp cả bãi xe buýt và bãi đậu taxi. Xung quanh nhà ga thì sẽ có rất nhiều nhà hàng và siêu thị. Sở dĩ một thành phố mà có đến 3 nhà ga, bởi mỗi nhà ga sẽ chuyên vận chuyển đến những đích đến khác nhau. Như là nhà ga Hán Khẩu này sẽ đưa bạn đến Trùng Khánh, Thành Đô, Tây An, Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc là Nam Kinh. Còn ở đây có cái này rất là thú vị. Họ làm cái này là giống như trạm của cảnh sát á, mà họ làm theo cái hình của đầu tàu, là những chiếc tàu siêu tốc của Trung Quốc nè. Ở đây có rất là nhiều xe cảnh sát luôn. Thú vị ha.
ở bên cạnh cái nhà ga là một cái giống như một cái trung tâm khu phức hợp vậy đó. Thì khách sạn của mình gần đây luôn, rất là gần, rất là tiện, bước qua là tới liền. Nhà ga Hán Khẩu này là trung tâm luôn á. Bây giờ để mình vô khách sạn cái đó. Đây mình tìm thấy khách sạn rồi, nó nằm ở cái góc bên này của nhà ga. Khách sạn gì đó, xe sốt hay họ là xe gì đó chả biết. Theo quy định của công an Trung Quốc thì vào lấy khách sạn là phải chụp hình như vậy nè, có máy chụp hình ha. Ghi nhận lại gương mặt. Và cái thẻ của họ có tích hợp cái tự trong đó, cái thẻ chứng minh nhân dân á, chứng minh thư á. Cái thẻ này thì rất là đa dụng, họ có thể sử dụng để mua vé tàu điện, mua các loại phương tiện công cộng, chỉ cần chạm thẻ từ thôi là sử dụng được, rất là hay. Xin chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời tại thành phố Vũ Hán. Đây là lần đầu tiên mình đến với thành phố Vũ Hán. Dù rằng những cái thành phố khác thì mình đã đến rất là nhiều rồi, nhưng mà tại vì trước kia thì mình chưa nghe nói gì về thành phố này, nên đây là lần đầu tiên mình thử nghiệm. Ở đây có một cái chiếc xe đang đi rửa đường nè. Bây giờ thì đầu tiên thì mình sẽ bắt xe bus để đi đến công viên Hồ Tây. Mình nhờ cái ứng dụng bản đồ Baidu mà có thể đi di chuyển dễ dàng, sử dụng các phương tiện công cộng mà không cần hỏi đường ai cả. Mình nghe nói rằng ở cái trường đại học Vũ Hán vào mùa xuân thì sẽ có hoa anh đào rất là đẹp. Các bạn có thể đến đây để thưởng ngoạn. Người ta hay so sánh Vũ Hán là Chicago của phương Đông. Thế thì không biết là có ai nói Chicago chính là Vũ Hán của phương Tây không? Thành phố Vũ Hán là thành thị lớn nhất của miền Trung Trung Quốc, nằm ở phía nam của sông Dương Tử và cách thành phố Thượng Hải khoảng 800 cây số. Vũ Hán là một thành phố mà có rất nhiều tòa cao ốc, đặc biệt là dọc theo cái bờ sông Dương Tử thì bạn sẽ thấy rất nhiều công viên và kiến trúc của nhà cao tầng. Vì là một thành phố phát triển về kinh tế và thương mại, nên nếu bạn có đến đây thì chỉ chủ yếu là cảm nhận được một nét đô thị của Vũ Hán mà thôi, chứ không phải là những gì thuộc về xưa cổ. Đồng hồ có thể xem là lá phổi của thành phố Vũ Hán, nên mình đã dành rất là nhiều thời gian để hóng mát tại đây. Có thể nói là tại các thành phố lớn của đại lục thì hầu như theo phong thủy thì thành phố nào cũng sở hữu một hồ nước lớn. Riêng Đông Hồ là hồ trong thành thị lớn nhất của cả nước, nhưng lại phải nhường sự nổi tiếng lại cho Tây Hồ ở Hàng Châu. Hồ này thì có diện tích lên tới 88 cây số vuông và trở thành địa điểm du lịch 5A tại Trung Quốc. Đông Hồ rất là lớn, sức người không sao đi xuể. Khu khuôn viên gió mát rượi, nước trong veo, hàng cây dịu mát, cảnh sắc thanh tao là nơi mà cư dân thành phố rất hay lui tới. Đông Hồ là nơi tập trung rất là nhiều điểm tham quan như là bảo tàng, chùa chiền, đền miếu, núi non, đặc biệt là nơi diễn ra các sự kiện trang trí lớn trong năm như là lễ Tết Trung Thu, lễ hội ngắm hoa sen tháng 6 hay là hoa anh đào vào tháng 4. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến tham quan hàng Hoạt Lâu, rất là nổi tiếng tại Vũ Hán. Là một nơi rất là đậm chất thơ ca và nghệ thuật trong văn học của Trung Quốc. Một cái tháp màu đỏ, và ở đây thì nó nằm trên một cái ngọn đồi cạnh một cái cạnh bờ sông Trường Giang. Giá vé nè, 70 tệ một người. Ồ, một cái tháp rất là đẹp. Mình đi Trung Quốc rất là nhiều lần rồi, nhưng mà rất là hiếm khi thấy Trung Quốc lại đẹp như vậy. Ý là thời tiết đẹp, bầu trời rất là xanh trong và mát mẻ. Và Hoàng Hạc Lâu, một cái ngôi tháp rất là nổi tiếng bởi vì có rất là nhiều thi nhân mặc sách đã viết về cái nơi này, và những câu chuyện cổ tích và những câu chuyện nhân gian của Trung Quốc nói rằng Hoàng Hạc Lâu rất là thần thánh, vi diệu. Chính vì vậy mà rất là nhiều người đến đây để tham quan.
Lầu Hoàng Hạc được xem là một trong bốn tứ đại danh tháp của Trung Quốc và là ngôi lầu nổi tiếng được các thi nhân ca tụng mà được nhiều người biết đến trong các án thơ của nhà văn Thôi Hiệu và Lý Bạch, nổi tiếng từ thời nhà Đường. Nơi này còn là thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với trận Xích Bích, Khổng Minh mượn gió đông, Khuất Nguyên viết Ly Tao, Tôn Quyền xem trận thế trong thời Tam Quốc diễn nghĩa. Lầu Hoàng Hạc đầu tiên được xây vào năm Hoàng Vũ thứ hai, đời nhà Ngô thời Tam Quốc, tức là năm 223 Tây lịch. Đến nay đã gần 1.800 năm, thì đã có 12 lần bị thiêu hủy, 12 lần phải xây cắt lại, mỗi lần lại xây cao hơn và có nhiều tầng hơn. Tương truyền rằng có một tu sĩ đắc đạo thành tiên, thường cởi hạt vàng ngao du sơn thủy, bay ngang đến đoạn sông Dương Tử, thấy non nước hữu tình nên dừng lại, ngắm cảnh. Người đời sau đó đã cho xây dựng một tháp lầu đặt tên là Hoàng Hạc Lâu, với mong muốn là các tiên nhân sẽ ghé đến thăm nhiều lần nữa và ban phúc lành cho thế gian. Đây là tầng cao nhất của Hoàng Hạc Lâu đây. Đi lên quá trời mệt. 4 tầng, 5 tầng gì đó. Ở đây có những cái tranh vẽ nè, vào thời Đường đồ ha. Nói chung là nếu có thời gian thì mọi người mới lên đây, còn không thì cũng không có gì đặc biệt lắm, bởi vì có gì đâu, phòng trống không mà. Được cái là mọi người lên đây thì sẽ có góc nhìn bao quát thành phố. Lên đây thì cũng có thể thấy là một thành phố Vũ Hán cũng rất là tráng lệ, toàn là nhà cao tầng không. Nếu mà buổi tối tại Vũ Hán mọi người không biết đi đâu thì mình có một gợi ý rất là thú vị và rất là hay ho cho mọi người. Đó chính là một cái khu phố có tên là Chí Khánh. Đây mọi người thấy xung quanh mình là những cái bức tượng, những cái hình nộm họ làm về những người đang ăn chơi, vui vẻ với nhau. Và đằng sau lưng mình thôi thì đó là một cái cung đường ăn uống. Bây giờ mình sẽ vào trong ha, để xem là ở đây mình sẽ thử cái món ăn nào. Mình nghĩ là mọi người nếu có đến Vũ Hán thì có thể thử món ăn đặc sản này, đó là sủi cảo. Thay vì đem nấu với nước súp thì họ sẽ chiên lên. Và một phần như thế này thì có giá khoảng 50.000 đồng như vậy. Họ còn để trứng lên nữa nên ăn rất là ngon. Họ còn rắc mè lên nữa, trông rất là hấp dẫn. Và món ăn này thì rất là giòn. Do là tối qua mình có một cái chuyến bay đêm cũng khá là đuối do ngủ không đủ giấc, nên mình đã quay về khách sạn sớm để ngủ đủ. Sáng mai thì mình sẽ đi đến thành phố Kinh Châu. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng. Mình sẽ đi từ ga Hán Khẩu đi tới ga có tên là Kinh Châu, cũng là một cố đô của Trung Quốc ngày xưa. Bây giờ chúng ta hãy vào trong nha. Từ Vũ Hán thì mình đi tàu cao tốc đến thành phố Kinh Châu, cách thành phố Vũ Hán khoảng 225 cây số và đi trong vòng 2 tiếng rưỡi. Khu diện lãi đạo Kinh Châu, chào mừng các bạn đến với thành phố Kinh Châu. Mình vừa đến nhà ga Kinh Châu. Bây giờ thì mình sẽ đến một cái... nói chung Kinh Châu là một nơi rất là nổi tiếng vào thời Tam Quốc, là một cái vị thế chiến lược rất là quan trọng trong thời Tam Quốc ha. Bây giờ thì mình sẽ đến một cái nơi có một cái tượng của quan vũ rất là lớn, khổng lồ. Đây chỉ là một tỉnh nhỏ thôi, mà ở đây nhà ga cũng rất là khang trang nè. Mà mình phải gửi hành lý cái ra, bởi vì chút nữa mình sẽ phải quay lại đây để đi tiếp qua bên cái đập Tam Hiệp, là đập lớn nhất thế giới. Mình gửi mấy tiệm tập quá hoài vậy. Nhà ga này không có chỗ gửi hành lý, nên phải gửi nhờ ở một cái tiệm tập quá gần nhà ga nè. Có không? Họ nói nhiêu tiền? Cỡ 4 tiếng nhiêu tiền? Cho nó 6 tiếng á. 6 tiếng chứ. 6 tiếng.
3个。độ của người ta kìa. 65. Là nhiêu ạ? Là nhiêu? 65 yên. Thôi trả 50 đi. Rồi. Thôi đi má, người ta hỏi tên gì với lại số điện thoại. Má mới dịch tầm bậy không má. Con không hiểu đấy. Mọi người thấy một cái tượng quan công rất là lớn ha, bằng đồng à, và theo như mình đọc thì cái tượng này lên tới 5.100 tỷ đồng à, tượng này cao khoảng 52 mét, là bằng đồng hoàn toàn và nó nặng tới khoảng hơn 1.600 tấn à, mọi người biết thì quan công rất là nổi tiếng rồi, được thờ phụng rất là nhiều ở Việt Nam à, quan công là một trong những tướng quân à, rất là nổi tiếng trong thời Tam Quốc. À, là anh em kết nghĩa với Lưu Bị. Quan Vũ cũng được gọi là Quan Công, là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc à, sống cách đây hơn 1.800 năm. Ông là một người đã góp công à, vào việc thành lập nhà Thục Hán với ngai vàng thuộc về hoàng đế Lưu Bị. Tướng của ông rất là cao, hơn 2 mét, mặt đỏ như gốc à, mắt phượng mài tầm, râu dài 2 thước, oai phong lẫm liệt. Tương truyền thì Thanh Long Yển Nguyệt Đao mà ông đang cầm nặng 82 cân, tức là khoảng 40 kg ngày nay à, cho thấy ông là một người có võ công rất là mạnh. Ông được người dân Trung Quốc tôn vinh là võ thánh. Ông được coi là một biểu tượng của những đức tính như là danh lợi không đổi lòng, giàu sang không dâm loạn, nghèo hèn không dục chí, oai vũ không khuất phục. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có đoạn Quan Vũ bị một mũi tên độc bắn ngay vào cánh tay, ngắm đến tận xương. Nếu không chữa trị thì cánh tay có thể bị phế đi hoàn toàn. Thần y Hoa Đà là người đã rạch thịt, nạo xương, tẩy độc, đau đớn khôn cùng. Vậy mà Quan Vũ vẫn thản nhiên uống rượu đánh cờ. Người ta cho rằng Hoa Đà là người thầy thuốc đầu tiên trên thế giới phát minh ra thuốc tê khi đó. À, và vào năm 220, Kinh Châu thất thủ. Sau đó thì ông bị quân của Tôn Quyền lấy thủ cấp mang về Lạc Dương cho Tào Tháo. Ông tức tuổi năm 58 tuổi. Ngày nay thì đến Kinh Châu là để người dân Trung Quốc có dịp nghe kể lại những sự kiện lịch sử xa xưa. Tất nhiên là cuộc đời của ông còn rất là nhiều điều tranh cãi và rất nhiều điều để nhắc tới. Trong đó cần phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa Tam Quốc Chí và Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tam Quốc Chí là một sự ký có căn cứ, trong khi Tam Quốc Diễn Nghĩa chỉ là một tiểu thuyết lịch sử của La Quán Trung viết lên, để từ đó chúng ta biết được đâu là sự thật, còn đâu là những việc được thiêu dệt nên. À, vì vậy là à, có nhiều thời đó tham quan xong rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến Nghi Sương. Ủa chỗ này ta nhiều quan mới tiêu rồi. Tiếng Việt kêu là cái gì? Đây gọi là Nghi Sương à, mình tới ga Nghi Sương thì vô đây có một cái trung tâm à, du lịch quốc tế dành cho du khách. Thì à, mình mua vé đi tới à, Đạp Tam Hiệp. For one people, round trip. Yes. Đây, hồi ghép đoàn mình đi chung với cái nhóm người Trung Quốc à, đi lúc 1:30 và khoảng 6 giờ thì sẽ quay lại nhà ga. Rất là thích thú để có thể chờ đợi được thấy đập lớn nhất thế giới. Mình đi tàu nhanh từ Kinh Châu đến Nghi Sương là 115 cây số, rồi tiếp tục ngồi xe buýt đến Đập Tam Hiệp từ Nghi Sương là khoảng 50 cây số nữa. Tới đây đi từ Nghi Sương lên đây 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi, trước đường nguyên đông khách nè, đó, hơi trời đông khách luôn. Đây vé 35 tệ người. Quá trời đông khách quốc tế luôn. Wow, chỉ là một cái đập nước thôi mà quá trời đông như vậy. Cái này khách quốc tế họ xếp hàng để vào tham quan cái đập lớn nhất thế giới này. Trước khi vào bên trong thì du khách sẽ bị kiểm tra an ninh
khá là nghiêm ngặt từ việc kiểm tra hành lý, tư trang cho đến cơ thể. Và mọi người nhớ là ở đây không được buy flycam nhé, nếu không sẽ bị phạt rất là nặng. Sau đó thì mình phải tiếp tục lên xe buýt để đi vào bên trong khu tham quan của đập thủy điện Tam Hiệp. Đây chính là bản đồ của hệ thống đập lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Mình sẽ chỉ cho mọi người xem là nếu mọi người tới đây thì sẽ biết được cái lịch trình của cái khu du lịch này. Đầu tiên thì mọi người sẽ được đưa thang máy lên tới trên này, là một cái ngọn đồi khá là xa, khá là cao, thì sẽ phóng tầm mắt xuống được cái đập dưới này ha. Rồi sau đó mọi người sẽ đi bộ xuống đây và đi xe điện xuống cái trạm này rất là gần. Mọi người sẽ thấy được cái dòng sông ở bên tay phải là của cái nơi mà chắn biển lại, chắn sông lại của sông Trường Giang. Rồi sau đó lên xe buýt tiếp, đi vòng qua đây, qua tới qua cầu luôn, trở qua đây bên kia sông tới cái đài quan sát này sẽ thấy được trực diện cái đập. Rất là một cái khu rất là rộng lớn, mất khoảng 4 tiếng đồng hồ để đi tham quan. Bây giờ thì mọi người đi lên một cái ngọn đồi, nhưng mà ở đây có sẵn cái thang máy rồi, không có mệt để lên đồi. Từ đó thì sẽ có thể nhìn xuống đập Trường Giang. Đây là lần đầu tiên mình thấy ở Trung Quốc mà họ để cái bảng cấm là cấm bay flycam. Bởi vì flycam rất là nguy hiểm với chốn đông người như thế này, đặc biệt là một cái đập rất là khổng lồ chứa hàng ngàn tấn nước. Ở đây quang cảnh rất là đẹp, mọi người sẽ thấy núi non ở xung quanh của dòng sông Dương Tử và những cái hẻm hốc núi này nọ, quá trời hùng vĩ luôn nè. Ở dưới này đó là một cái cầu thang máy dành cho những chiếc tàu. Mình nhớ là cái cảnh đi đập hover ở bên Mỹ á, trời ơi đi mệt gần chết, đâu có thang máy như vậy đâu, loại bộ. Còn ở đây có được có thang máy khỏe. Đập Tam Hiệp là công trình thủy điện vĩ đại nhất thế giới. Nó không chỉ có tác động kiểm soát lũ lụt, sinh điện năng mà còn là điểm du lịch hấp dẫn của thế kỷ. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1994 và khánh thành năm 2003. Đây cũng là công trình sử dụng nhiều bê tông và cốt thép nhất trong lịch sử nhân loại. Hơn 27 triệu mét khối bê tông và hơn 400.000 tấn thép. Số lượng thép đó đủ để xây khoảng 63 tháp Eiffel ở Pháp. Đập có chiều dài 2.355 m và đỉnh đập cao 185 m trên mặt nước biển. Còn đây thì mọi người sẽ thấy đó chính là hệ thống nâng tàu bè qua lại trên sông Trường Giang. Cả du thuyền, khách du lịch và vận tải hàng hóa lớn đều phải qua hệ thống này. Tuy nhiên thì việc này mất rất nhiều thời gian, từ 2 tới 3 tiếng đồng hồ, chưa kể là thời gian mà tàu bè phải xếp hàng chờ đợi. Chính vì vậy mà Trung Quốc đã cho vận hành hệ thống thang máy vận tải tàu lớn nhất thế giới, rút ngắn từ 3 giờ xuống còn 40 phút. Và hệ thống tàu này chỉ có thể nâng tàu có trọng lượng lên đến 3.000 tấn mà thôi. Nếu có dịp đến Trung Quốc thì các bạn sẽ thấy là các thành phố lớn hầu như đều ngập tràn ánh đèn LED vào ban đêm. Vậy thì nguồn điện từ đâu mà có? Phải chăng tất cả nguồn điện khổng lồ đều từ đây mà ra, nơi sản xuất gần 85 tỷ kW một năm? Hồ chứa nước ở bên trên chứa hơn 42 tỷ tấn nước. Nếu bề gì xảy ra thì có thể trở thành đại họa. Người dân gần đây xôn xao về đập thủy điện bị biến dạng, nhưng mà các kỹ sư cho rằng đập Tam Hiệp là dự án siêu an toàn tuyệt đối, có thể tồn tại lên tới 1.000 năm. Ngoài trọng lực, không có lực nào, kể cả lũ lụt hay động đất có thể tàn phá. Và công trình đập thủy điện này không phải chỉ chặn nước không đâu, mà nó còn trở thành công trình bất đắc dĩ chặn rác. Nó chặn rác ở trên con sông dài thứ 3 trên thế giới, đó là sông Trường Giang, một trong những con sông ô nhiễm nhất thế giới. Ôi, con cá đập nước mà quá trời đông người tham quan luôn. Ngoài giá trị kinh tế vĩ đại thì đập còn mang lại giá trị du lịch khổng lồ cũng không kém.
thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước tò mò đến tham quan và chiêm ngưỡng đập lớn nhất thế giới này. Chưa từng thấy đi tham quan cái đập nào mà đông người đến vậy. Xếp hàng rồng rắn ha, lên xe buýt. Mình phải di chuyển rất là nhiều tuyến xe từ xe buýt này tới trạm xe điện kia. Đợi đi gần hơn tới cái đập nước. Mà hả, có hướng dẫn viên cũng như không mà không hiểu gì trơn. Nói tiếng Hoa, nói chung là có rất là nhiều thông tin rất là hay nhưng mà mình không có nghe hiểu được. Nên có thông tin nào thì mình chia sẻ với mọi người như vậy thôi. Bây giờ lại tiếp tục lên xe buýt nữa nè. Sau đó thì tất cả các du khách được đưa lên một chiếc xe bus để tiếp tục di chuyển qua bên bờ sông bên kia để có thể nhìn thấy trực diện đến cái đập Tam Hiệp. Họ phải đi qua một cái cây cầu rất là dài. Và cuối cùng, điểm tham quan ở trong cái chuỗi hành trình đi tham quan đập Tam Hiệp thì mọi người sẽ được dẫn tới đây là ở bên kia sông, có thể ngắm nhìn trực diện được cái đập Tam Hiệp. Buổi tối thì họ có lên đèn nữa nè. Có thể nói là cái khu vực tham quan này rất là rộng luôn. Mọi người sẽ được lên núi rồi sau đó vòng qua sông, có thấy được cái sự hùng vĩ của một cái đập. Chỉ là cái đập nước lớn nhất thế giới thôi mà. Thấy chưa, hàng ngàn con người xung quanh. Thật ra thì đứng trước một công trình vĩ đại, vừa cảm thấy nể phục mà cũng vừa lo sợ, không dám hình dung điều tệ nhất sẽ xảy ra. Chỉ mong rằng nó có thể trụ vững như vậy suốt một thiên niên kỷ tới. Một công trình nghe đồn là đã lấy lại vốn chỉ sau 3 năm, thay vì dự tính là thập niên, tác động đến cả lực quay của trái đất và thay đổi dòng thủy triều của địa cầu. Nhưng mà những chuyện đó vĩ mô quá, mình cũng không dám nghĩ tới. Mà điều mà mình cảm thấy rõ nhất đó chính là người dân đại lục thật sự rất tự hào về công trình này. Phải cảm ơn đến các bạn hướng dẫn viên này, rất là dễ thương. Nếu không có bạn này thì chắc cả đám đã lạc và không biết đường về rồi, bởi vì ở trong đó quá trời rộng và cũng không biết thông tin như thế nào để có thể đi lại một cách dễ dàng nhất. Bạn này thì cả nhóm có đưa tiền bo nhưng mà bạn đó cũng không lấy luôn. Good night, Quảng An. Trong phần sau thì mời mọi người cùng đến tham quan núi Võ Đang lừng danh thiên cổ và chiếc ngai vàng danh giá của nữ hoàng đế duy nhất của Trung Hoa, Võ Tắc Thiên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.